Rồi. Ok, let's go to the last part of today, ok? Mình sẽ học phần cuối cùng của bài hôm nay các bạn nha. Communication, ok? Rồi. Ok, let's start with the question 33, ok? Mình sẽ bắt đầu câu hỏi số 33 các bạn. Which country in Europe do you want to visit the most? Cái quốc gia ở châu Âu nào mà bạn thích thăm nhất, ok? Which country in Europe do you want to visit the most? Which country? Là đất nước nào, nào which là nào này, country là đất nước gọi này, ở châu Âu mà bạn muốn thăm nhất. Ok, rồi nhắc lại thế này nào. Which country in Europe do you want to visit the most? Okay. Which country in Europe do you want to visit the most? Một mình chú giọng nào. Ok, repeat out to me. Bạn nhắc lại theo lời nha. Xin mời hai anh nào, repeat. Cả lớp nhắc lại theo này nào. Which country in Europe do you want to visit the most? Ok, Trung Hiếu nào, repeat. Which country in Europe do you want Which country in Europe? Europe, I'm Jane. Europe. Europe. Do you want to visit Do you want to visit the most? the most? Yeah, thank you. You're welcome. You're welcome, okay. Good. Quốc gia nào châu Âu mà bạn muốn thăm nhất? Okay, so Minh Chí, answer my question. Which country in Europe do you want to visit the most? Well, I'd love to visit England. England, okay, good. Thank you. You're welcome. You're welcome, okay. Good. Đấy, các bạn có thể trả lời cho tốt nha. Well, you know. Okay, I love to visit. Tôi thích thăm, ok, England, nước Anh gọn nha, hoặc là Germany là Đức, bạn biết đấy. Well, you know, I love, tôi yêu là visit là thăm nước Anh ngọn nha. Ok. Well, you know, I love to visit England. Hoặc là các nước khác như là Germany. Là nước Đức này. France. Là nước Pháp. Italy là Ý.
Okay, good. Are you done, everyone? Các bạn đã xong chưa nhỉ? Đã ghi xong bài chưa? Ai xong rồi comment là done xem nào. Các bạn đã ghi xong chưa nhỉ? Ok. Chính nhau xong rồi. Ok, Hải Đăng xong rồi. Tuyệt vời. Hải Đăng ở đâu lúc nãy thầy gọi không thấy. Hải Đăng nha, chú ý nha. Next one, câu hỏi này cũng hơi khó này. If you just had one more month to live, what would you love to do? Câu hỏi này là câu giả định không có thực các bạn nha. Nên mình phải dùng thì quá khứ. If you, mà câu này hơi khó không chứ. You just had, nếu bạn chỉ có one more month to live, để sống này. What would you love to do? Nếu bạn chỉ có một tháng để sống thì bạn sẽ làm gì? Nếu bạn chỉ có một tháng để sống thì bạn sẽ làm gì? Thì các bạn nhớ đây là thì đây. Cái từ này là thì quá khứ này, không có thực nha. Và mình sẽ khi trả lời thì mình sẽ phải dùng would. Khi người ta hỏi là what would you love to do thì mình sẽ trả lời I would do something, ok? Có hiểu bài không nhỉ? Ai hiểu là khi mà có hỏi là what would you love to do, bạn dự định là sẽ làm gì? Đây câu giả định nên là mình sẽ trả lời I would do something, ok? Ai hiểu các bạn comment số 8 xem nào, plus comment 8 nếu các bạn hiểu. Là khi người ta hỏi là would thì mình cho câu trả lời cũng sẽ phải là would. I would do something, ok? Con hiểu chưa? Đây câu giả định. Nếu bạn có một tháng này, one more lần nữa này. Tháng để sorry to leave, ok, to leave để sống rồi. What, cái gì bạn sẽ làm gì? To do. Ok. If you just had one more month to live, what would you love to do? Okay, thì mình sẽ là, well, bạn sẽ làm gì nhỉ? I would, các bạn trả lời nào? Well, I would, các bạn trả lời câu hỏi của thầy đi, nhanh lên. Cái câu hỏi cuối cùng để mình sau mình sẽ kết thúc bài học hôm nay tại đây. Well, I would, các bạn làm gì nhỉ? Các bạn phải trả lời bằng I would nha. Các bạn nhớ I would, gì, các bạn sẽ làm gì nhỉ? I would call my parents, gọi bố mẹ của tôi này. I would gọi comment đi. I would gọi làm gì nào? Well, I would, tôi sẽ gọi tôi bố mẹ này. Visit my parents, đúng rồi, thăm bố mẹ của tôi. Hoặc là hug my đã, tôi sẽ ôm bố của tôi này. What else? Tôi sẽ tí nữa. I would tell my mom that I love her, chẳng hạn này. Phải có là I would nha các bạn. Ok. So I'll visit my grandparents. Tôi sẽ hug my mother, đúng không? Do a good thing, ok? Làm những điều tốt này. Do, I would. Các bạn phải nhớ là có I would nha. I would do good things. Tôi sẽ làm những việc tốt, ok? Ok, so that's it for today. Thầy sẽ có một cái lớp học khác sau cái lớp này nên thầy sẽ phải kết thúc lớp này bây giờ các bạn nha. So good. Thank you very much everyone and do the homework, ok? Thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Và các bạn nhớ là phải làm bài tập về nhà nhá. Các bạn nhá, do the homework, ok?
And thầy bật mic cho các bạn nha. Các bạn chào thầy và hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm nha. See you on Thursday. Các bạn nhớ là học tiếng Anh hàng ngày nhé. Learn English every day. Ok, goodbye. Thầy ơi, con có ý kiến ạ. Thầy ơi, con có ý kiến ạ. Bạn nào có ý kiến thì nhắn tin cho thầy nha. Goodbye. I love you everyone. Goodbye. Con chưa thầy, con có ý kiến ạ. Goodbye. Mình chưa ý kiến gì ạ? Thầy nhận con vào nhóm homework đi ạ. Con phải liên hệ với trợ lý của thầy nhá. Mình chưa nha, con phải liên hệ với nhóm trợ lý của thầy thì mới vào được nhóm đấy nha. Vâng. Con phải liên hệ với trợ lý của thầy. Con liên hệ theo số điện thoại nhưng không thấy bắt máy thầy. Con liên hệ vào giờ hành chính nha. Tất cả trợ lý của thầy đều các bạn đều có một bạn trợ lý hỗ trợ. Con phải liên hệ. Mình đọc vào nha. Ok, goodbye. See you again. Bye.